Ở đây là thành phố Cần Thơ. Flycam từ trên cao ghi lại hình ảnh của toàn bộ Cần Thơ rất là xinh đẹp. Một cái thành phố ở miền Tây, và thành phố Cần Thơ có thể nói rằng là một thành phố rất là đẹp và rất là thơ mộng. Và hôm nay ở đây là Cồn Khương, những căn biệt thự rất là đẹp ở khu Cồn Khương của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và hôm nay nếu như ai mà mua một trong ba bất động sản của anh chủ ở Cần Thơ, ba bất động sản rất là lớn tiền, thì anh chủ sẽ tặng ba con xe máy, tức là mỗi lô thì sẽ được tặng một con xe máy này. Chọn một con xe nào mà mắc tiền nhất, đẹp nhất của cái trong cái khu bán xe máy này, thì khách nào mua thì sẽ được chọn một con xe, và con xe đó thì không tính là bao nhiêu tiền, chỉ có nói là một con xe mà đẹp nhất là sẽ được tặng. Ô chào Trương. Ô chào Kha. Đây anh đi điện thoại nha. Đi chuyến này làm cái thương vụ này cho khách của anh. Cái tài sản này đang rất là tốt. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trương Nguyễn. Ngày hôm nay thì tôi đi miền Tây, đi Cần Thơ để review ba cái bất động sản của một anh chủ ở Cần Thơ. Và cùng đi với tôi hôm nay thì có anh Hoàng Kha, là một người con của Cần Thơ mà về thăm quê hương. Thì anh Hoàng Kha sẽ cùng với tôi để đi review ba cái bất động sản ở thành phố Cần Thơ này. Vâng, và anh em chúng tôi đã đến địa phận của cầu Cần Thơ. Bên đây là Bắc Bình Minh, Vĩnh Long. Cầu Cần Thơ là nói qua sông Hậu, bên kia là thành phố Cần Thơ. Và bây giờ mời cả anh chị cùng theo dõi. Chúng tôi sẽ đi đến Cần Thơ và sẽ trực tiếp review cho cả anh chị ba cái bất động sản mà rất là đẹp, rất là hot và rất là giá trị ở thành phố Cần Thơ này. Và hiện nay thì tôi đã đến thành phố Cần Thơ. Chúng tôi sẽ nghỉ ở cái khách sạn này. Đây là một khách sạn của khu Vin. Trước đây là của Vin mà bây giờ đã đổi tên rồi. Một cái khách sạn mà có thể nói rằng là 5 sao, là một khách sạn VIP nhất của thành phố Cần Thơ bên cái bờ sông thơ mộng này. Cái chị cùng xem qua, ngắm qua một xíu về cái khách sạn này. Nếu như cái anh chị ở Sài Gòn hay ở đâu đi về Cần Thơ thì nên vào cái khách sạn này để nghỉ. Bởi vì ở đây là nếu như nghỉ ở trên này thì sẽ được view toàn cảnh của thành phố Cần Thơ. Và có thể nói rằng là đây là một cái vị trí rất là trung tâm, rất là đẹp và cũng rất là giá trị ở thành phố Cần Thơ này. Trước khi đi review ba cái bất động sản cho các anh chị thì chúng tôi sẽ vào ở đây để nghỉ trong cái khách sạn này và cùng cho các anh chị cùng xem qua một xíu về cái khách sạn này như thế nào. Coi như xem để biết được rằng cái khách sạn ở đây nó đẹp như thế nào. Và đây là cái sảnh trước của khách sạn. Bên này có một cái chiếc xe Ferrari rất là đẹp. Và chúng tôi sẽ lên phòng. Các anh chị nán lại một xíu để xem cái phòng khách sạn này nó như thế nào. Đèn lên rồi anh nhá. Đèn đèn rồi anh. Ok. Đây, cửa sổ khá là đẹp. Đây, đi ra bên ngoài để xem view ở thành phố Cần Thơ như thế nào. Đấy. Ôi giời, rất là đẹp nhá. Ở đây là gần bên bờ sông nữa. Cồn Khương, đảo Kim Cương của thành phố Cần Thơ. Một viên ngọc hiếm hoi nằm bên bờ sông Hậu, mang trong mình hơi thở của thị trấn phố cổ Ninh Kiều. Những ngôi nhà cổ kính được sơn mái ngói đỏ với bề dày lịch sử đang nhấp nhô giữa không gian hiện đại ngày nay. Với tiếng sóng rì rào và ánh vàng lấp lánh qua từng cửa sổ, tất cả hòa hiện tạo nên một bức tranh thơ mộng, nơi mà thời gian dường như trôi chậm lại, để lại trong lòng mỗi người những dấu ấn khó phai về Cồn Khương, một mảnh đất yên bình bên dòng sông Hậu huyền thoại. Và bất động sản biệt thự tại Cồn Khương, quận Ninh Kiều mang đậm dấu ấn của sự sang trọng và tinh tế. Những căn biệt thự tại đây được xây dựng với kiến trúc hiện đại, kết hợp cùng với yếu tố văn hóa truyền thống, tạo nên một không gian độc đáo và đặc cấp. Ngoài vẻ đẹp và tiện nghi bên trong của từng căn biệt thự,
cư dân tại Cồn Khương còn được tận hưởng một loạt tiện ích xung quanh đáng kể. Dòng sông Hậu thoang thoảng hương cỏ cây tạo nên một không gian mát mẻ và dễ chịu. Các quán ẩm thực ven sông phục vụ những quán ăn đậm chất miền Tây, cùng với chuỗi nhà hàng sang trọng và những quán cà phê mang lại không gian thư giãn lý tưởng đầy thơ mộng. Ngoài ra, việc có vị trí gần trung tâm thành phố Cần Thơ cũng mang lại tiện ích lớn cho cư dân tại Cồn Khương, Nhất Cần Thị, Nhị Cần Giang. Việc tiếp cận các cơ sở hạ tầng, dịch vụ y tế, giáo dục và mua sắm trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Tóm lại, bất động sản biệt thự tại Cồn Khương không chỉ đáng giá bởi vẻ đẹp và tiện nghi, mà còn bởi sự hòa quyện tinh tế giữa văn hóa và tiện ích hiện đại, tạo nên một môi trường sống tinh hoa và đẳng cấp. Và tại mảnh đất trù phú Cồn Khương, thành phố Cần Thơ, hiện chúng tôi đang có một bất động sản giao bán hơn 4.000 m2 full thổ cư, với vị trí cực kỳ đắc địa, góc hai mặt tiền view sông, cực kỳ chill, tiếp cận mọi tiện ích và thách thức mọi góc nhìn bên dòng sông Hậu. Hiện tại, chủ tài sản đang đăng ký gửi độc quyền cho công ty Sky Eagle với giá chào 85 tỷ, nay giảm sâu về chỉ 73 tỷ đồng, chỉ hơn 18 triệu trên 1 mét vuông. Quý anh chị quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Đây cả anh chị cùng nhìn xem nha, lô đất của mình là ngay từ cái chân cầu đấy, cho đi sang đến bên này, sang mép bên này, là có chiều ngang ở đây là 50m, 50m của mặt tiền đường Trần Văn Dầu này. Và bên kia là cầu, và đối diện đây là một cái sân sân đá bóng, chơi thể thao, chân tennis. Đây là một biệt thự thì phải nói là tuyệt vời luôn. Và bây giờ mình sẽ chạy sang bên kia để cho cả anh chị xem cái mặt sau của cái lô đất này. Mặt bên này cũng là một mặt đê tiền đường số 6 cũng rất là đẹp, và đặc biệt nó sẽ cạnh cái nhà văn hóa này. Đây, đối diện đây cũng có một cái tòa nhà rất là đẹp đây, và lô đất của mình sẽ đối diện với cái tòa nhà này. Ở đây các anh chị cùng xem là lô đất này, nó sẽ cạnh cái nhà văn hóa này, ngay đằng sau, tức là đất của mình phía bên này là một mặt tiền đường. Đây là lô đất của mình, nó sẽ kéo dài ra phía sau này, sau này là có một cái bờ kênh ở đây, tức là cái mép này sẽ cạnh nhà văn hóa đấy. Lô đất ở đây, bên kia là bờ kênh, còn kéo dài này 50m mặt tiền đường này. Và đặc biệt lô đất của mình á, thì nó có hai mặt tiền đường và chia thành hai sổ, mỗi sổ là 1050m, như vậy là hai sổ. Thì ai mà mua cả lô thì mua cả lô, mà không thì mua một lô thì giá tiền nó chỉ bằng một nửa, tức là hai mặt tiền đường là có hai lô. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi, mà ngỡ con tàu vô sóng bờ xa. Nỉ non sao tiếng nhạc kêu chiều, buồm xuôi dấu phương Nam phiêu bạc theo thủy triều. Dẫu trải qua thăng trầm dòng tu, qua bao cuộc bể nhau, mấy dân cho đời bài tình ca đất phương Nam. Giờ trăng lên cất tiếng gọi nhau, đang khai tang tình đường thắm hồn ai. Biển xôn xao gió lòng tư bề, thuyền ai xuôi phương Nam quang nhạc đôi lừng lờ. Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi dân cho đời bài tình ca. Và bây giờ chúng ta đi đến cái bất động sản thứ hai ngày hôm nay. Bất động sản cũng của một anh chủ này, và nó nằm ở ngay cái đường Đinh Công Tráng này. Đây là ngoài cái đường lớn đi vào, và chúng ta vèo phải vào đây là đến cái căn biệt thự mà đang bán ngày hôm nay. Thì em là cũng người Cần Thơ, hiện tại đây là đây có một tài sản vô cùng tốt ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Địa chỉ nhà là số 21A Đinh Công Chén. Với thông số diện tích nó vô cùng đẹp, ngang là 10m, sâu vô 20m, diện tích công nhận là 198m2, với kết cấu là một trệt, hai lầu và một sân thượng. Nhà hiện tại là có 8 phòng, thì 8 phòng này trong đó có 6 phòng ngủ, thì có một phòng master và một phòng thờ, một bếp và một phòng khách rất đẹp. Thì hiện tại đây là nói về khu vực khu phố thì rất là yên bình, nó phù hợp cho làm công ty văn phòng. Thì kế bên chúng ta là có một cái công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Phú Gia. Thì hiện tại là tòa nhà này với chủ nhà rất là thiện chí rao bán, trước đó là 19 tỷ nhưng mà hôm nay thì chủ nhà thiện chí bán với là số là 18 tỷ thì chủ nhà giao dịch. Anh em mình chắc chụp lại cho em. Biệt thự này có chiều ngang là 10m. Đấy, bên này còn có một cái khoảng sân bên hông như này, nó rất là rộng. Đây, xin mời các anh chị sẽ cùng vào bên trong để ta khám phá căn biệt thự ở Cần Thơ này. Đây là một cái gara xe ô tô, và đi vào bên trong này sẽ là một cái căn nhà, một căn nhà biệt thự mà đang còn gọi là nội thất đang để trống như này. Đây, các anh chị cùng xem ở bên này là đây là giống như là phòng bếp và phòng ăn. Còn phía trước này là một cái phòng khách. Phòng khách ở bên này thì cũng đang để trống như này thôi. Đấy, chưa có nội thất. Căn biệt thự này chưa có nội thất. Tuy nhiên là cũng một căn biệt thự rất là to, rất là lớn. Ở bên này, bên dưới này cũng có một cái phòng ngủ và phòng vệ sinh. Và căn biệt thự này cũng chỉ quay nhanh thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên lầu 2 để xem phía bên trên này có gì. Ok, mời các chị cùng lên lầu 2. Lầu 2 trên này thì gồm có những cái phòng như này, cả cái phòng ngủ. Bên này là tất cả cái phòng ngủ mà để trống hết nhá. Giữa này phòng vệ sinh, bên này là 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ. Và lên lầu trên nữa cũng giống như vậy. Tuy nhiên là nhà này mình không có quay kỹ bởi vì nội thất cũng không có gì, nên chỉ nhà trống thôi. Chỉ biết rằng là căn nhà này cũng là của một anh chủ, và căn nhà này đã được bán với giá là rất rẻ, 18 tỷ. Chỉ 18 tỷ thôi với một căn biệt thự như này. Như vậy là căn biệt thự này có chiều ngang là 10m và có chiều sâu là 20m, là 200m2. Và căn biệt thự này nằm trên mặt tiền đường của Đinh Công Tráng, ngay trung tâm của thành phố Cần Thơ. Các anh chị cùng xem flycam bay lên để xem cái căn biệt thự này. Và đây cũng là một căn biệt thự giá cũng hợp lý ở thành phố Cần Thơ. Và lô đất thứ 3 ngày hôm nay, đây là một lô đất ở mặt tiền đường Tôn Đức Thắng, một con đường hai chiều rất là lớn. Và ở đây cụ thể là số 382 đường Tôn Đức Thắng, phường đây là phường Phước Thới, quận Ô Môn của thành phố Cần Thơ. Và lô đất này thì có diện tích là 1.368m2 và có chiều ngang là 20m và có chiều sâu là hơn 60m. Đây là con đường phía trước của lô đất này, một con đường rất là lớn. Và cái lô đất này có thể nói là một lô đất mặt tiền đường lớn. Và giá của lô đất này cũng rất là hợp lý. Giá bán của lô đất này chỉ có 12 tỷ. 12 tỷ cho hơn 1.000m2 của đất mặt tiền đường này, có 20m mặt tiền đường. Nên là các anh chị mà muốn mua một trong ba cái bất động sản của ngày hôm nay thì xin hãy liên hệ theo số trên màn hình. Chắc là video của mình đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi video này. Bye bye, tạm biệt các anh chị và các bạn.